bữa ăn sáng, bữa ăn đầu tiên trong ngày, thì được các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây là bữa ăn quan trọng nhất. Nước Việt Nam mình thì được đánh giá là một trong những quốc gia có cái nền văn hóa ẩm thực mà bữa sáng phong phú nhất trên thế giới. Thật sự mình thấy có, mình đếm sơ sơ từ Nam ra Bắc là có gần cả 100 món ăn sáng, mà món nào cũng ngon hết. Từ phở, bún, mì, bánh canh, rồi bánh mì, cơm tấm, xôi, bánh cuốn. Món nào cũng ngon hết, mà đi qua mỗi vùng miền thì lại có những cái biến tấu khác nhau nữa, rất là phong phú. Vân giới thiệu với mọi người một nơi rất là hay ho để mình ăn sáng, ngay trung tâm Sài Gòn luôn, ở trên đường Nguyễn Huệ. Mình có thể lựa chọn hàng chục món bún mì, phở, cơm tấm. Đây là một cái nhà hàng rất là yên tĩnh, ấm cúng, lịch sự, có tầm nhìn rất là đẹp xuống đường Nguyễn Huệ. Nhà hàng Calip Lounge nằm ở tầng lửng của khách sạn Palace. Một trong những món ăn sáng nổi tiếng nhất, ngon nhất của Việt Nam chắc là món phở. Thì ở Calip Lounge, món nổi tiếng nhất cũng là món phở. Vân gọi món phở sườn bò được phục vụ trong thố đá. Thì cái thố đá này đã được làm nóng, rất là nóng. Mình ăn hết tô phở xong là cái nước dùng nó vẫn còn bốc hơi. Vân ăn ở đây mấy lần, cái món này đều rất là thích. Thì nhà hàng sẽ dọn lên cái đĩa thịt tái và bánh phở để riêng ở ngoài cho mình. Rồi sau đó là mình ăn, mình sẽ bỏ vô sau. Cái thô đá đó, nó giữ cho cái nước dùng nóng rất là lâu. Bởi vậy mặc dù là mình cho phở, cho rau, cho thịt bò vào sau á, nhưng mà là thịt bảo đảm vẫn chín mềm, ăn ngon lắm. Đây là món hủ tiếu Hồ, một cái món ăn rất là nổi tiếng của người Hoa Triều Châu. Thì đúng á, thì cái món hủ tiếu Hồ này á, là cái sợi hủ tiếu á, nó không phải hình dẹp dài mà nó là từng miếng hình vuông, và ăn với lại cải chua với lòng heo. Thì món hủ tiếu Hồ của nhà hàng Calip á, có cải biến rồi. Vẫn không thấy cải chua, thì có hai cục sườn to nè, rồi có cật heo, có tôm, và ăn khô với lại sốt dầu hào. Các bạn nhìn nè, cái miếng hủ tiếu á, nó là từng miếng hình vuông. Nhìn lạ mắt lắm. Món này ăn ngon và lạ miệng. Ăn hủ tiếu Hồ xong rồi mình thử hủ tiếu cá nha. Nhìn cái trình bày của món ăn á, thì mình có thể đoán được đây là món ăn của miền Nam rồi nè. Cá đây là cá lóc. Miếng cá chắc thơm, nước dùng ngọt thanh, không có bị ngọt ngay như là cách nêm với dưới miền Tây á. Món này ăn cũng ngon luôn. Mời mọi người ăn bún bò Huế nha, món khoái khẩu nhất của Vân. Nãy giờ Vân giới thiệu mấy món á, chắc mọi người cũng có thấy á, là các món ăn ở Calip Lounge á, rất là nhiều topping, nhiều thịt lắm, ăn hoài không hết luôn á. Như tờ bún bò Huế này nè, có giò heo, thịt bò, rồi thịt heo nữa, rồi chả, bò viên. Món bún bò Huế ở đây á, thì thơm mùi sả, còn cái vị ruốc Huế á, rất là nhẹ thôi. Thành ra nếu ai á, mà thích ăn bún bò Huế mà cái vị ruốc Huế đậm á, thì có thể sẽ thấy là món bún bò Huế ở đây nó nhạt nhẽo á. Nhưng mà Vân thì Vân ăn Vân thấy thích lắm. Món bún mọc ở Calip Lounge cũng quá trời nhiều topping luôn. Điểm đặc biệt là cái phần giò sống á, được bao xung quanh trứng cút. Thành ra mình nhìn á, cái trình bày rất là đẹp mắt. Rồi cũng có hai cục sườn chả quế và chả chiên. Món bún này á, mình ăn kèm được với nhiều rau, bắp chuối bào nè, rau muống bào, rau xà lách, giá nữa. Trời nóng thì ăn món này thanh nhẹ, rất là hợp. Ăn sáng xong thì mình thong thả
ngồi nhâm nhi ly cà phê muối, tán chuyện với lại người thân, với bạn bè, ngắm nhìn đường phố Sài Gòn. Ngoài những món mà Vân vừa giới thiệu thì ở đây còn có bún thịt nướng, cơm tấm, bánh mì, bò kho và nhiều món nữa. Các món ăn thì có giá tầm trên dưới 200 ngàn, đắt so với cái mặt bằng chung á, bởi vì cái nhà hàng này ở ngay trung tâm Sài Gòn và cái phần ăn cũng rất là đầy đặn nữa. Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè.